Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà cách mạng đặc biệt quan tâm đến đạo đức. Tư tưởng về một chính phủ liêm chính của người đã được thể hiện ngay trong những ngày đầu kiến quốc. Năm 1950, tại Thái Nguyên, thủ đô kháng chiến, Tòa án binh tối cao đã mở một phiên tòa đặc biệt, xét xử một vụ án đặc biệt. Nguyên đại tá, cục trưởng cục quân nhu Trần Dụ Châu đã bị tuyên án tử hình. Vụ án Trần Dụ Châu nổi tiếng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Ông Trần Dụ Châu, đại tá lúc bây giờ, là cán bộ cao cấp, đứng đầu cái nhóm là tham ô, lấy cắp của công, rồi ăn hối lộ, rồi phá hoại kháng chiến, ăn chơi xa xỉ. Một đại biểu quốc hội qua dự một cái đám cưới của một cán bộ thân tín của Trần Dụ Châu, thấy cái cảnh xa hoa, lãng phí, thế thì ông mới làm đơn thư tố cáo gửi trực tiếp lên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận được đơn thư này, người nghiên cứu rất kỹ và chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra rất là bài bản, nghiêm túc, khách quan. Tòa có hỏi có kháng cáo gì không thì ông bảo có, và kháng cáo lên Chủ tịch nước Hồ Chí Minh. Trước sự việc vụ án Trần Dụ Châu, bác đã thức trắng đêm suy nghĩ rất nhiều về việc giữ nghiêm kỷ cương phép nước, kỷ luật đảng, và người cương quyết bác đơn xin tha tội chết của Trần Dụ Châu. Dù sau này những người chia sẻ đây là việc rất đau lòng, nhưng vẫn phải làm, bởi vì như trừ một con sâu để cho khỏi nó lây lan. Bác là muốn xây dựng một cái bộ máy trong sạch vững mạnh, những con người tận tâm tận lực để phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, một nhà nước đặt lợi ích của dân lên trên hết thì công tác làm trong sạch đội ngũ là vô cùng quan trọng. 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, di chúc của người tiếp tục soi sáng việc nâng cao đạo đức cách mạng, nhằm xây dựng mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch. Đó là những điều rất là căn cơ và phù hợp với thời đại. Đảng ta là một đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Muốn hoàn thành được cái sứ mệnh cao cả đó, thì đảng phải vững mạnh. Mà muốn vững mạnh thì trước hết phải trong sạch. Trong sạch gắn liền với vững mạnh và là cơ sở của vững mạnh. Chống tham nhũng làm rất là mạnh tay. Thì cái đó là một cái gây một cái niềm tin trong quần chúng nhân dân. Phanh phui ra, ngay cả những trong cái hàng ngũ của cấp lãnh đạo của Bộ Chính trị cũng có người phải đi vào tù. Thì cái đó là cái việc rất đau lòng. Nhưng mà đứng về cái cục diện chung đó, thì đó là một cái cần thiết để mà giữ vững cái niềm tin trong quần chúng. Bác chỉ ra cái cách để giữ gìn sự trong sạch, đó là phải rèn luyện đạo đức cách mạng, phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Người coi cái chủ nghĩa cá nhân là một thứ rác rưởi, cho nên bác đã dùng chữ quét sạch. Bác đã vạch ra 10 cái bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Bác mới nói rằng là chủ nghĩa cá nhân là giặc nội xâm, giặc ở trong lòng nó nguy hiểm hơn, vì nó phá từ bên trong phá ra. Trong nhân dân rất là phấn khởi, rất là tin tưởng trước cái sự là quyết đoán, trước cái sự chỉ đạo và trước cái hiệu quả của cái sự làm trong sạch đảng. Cái hoạt động làm trong sạch đảng và trong sạch đội ngũ đó là một cái việc làm cần thiết để làm lành mạnh hóa cái đội ngũ lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của đảng, và đó cũng là thể hiện cái sự trường tồn của đảng. Bởi vì nếu chúng ta không làm tốt thì chúng ta sẽ tự triệt tiêu và tự thoái hóa, và chúng ta sẽ biến mất khỏi đời sống xã hội. Con số xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ qua rất là cao. Nhiều đại án tham nhũng đã được phanh phui và xử lý không có vùng cấm, là cổ vũ thêm, tạo động lực thêm cho cán bộ đảng viên, cho quần chúng nhân dân tin tưởng vào đảng. Cái thành công của cái chỉnh đốn và xây dựng đảng này á, như là thắng lợi của mọi thắng lợi. Cho nên có làm mạnh trong đảng, vừa xây dựng, vừa chỉnh đốn, vừa kết nạp, vừa thanh lọc, vừa kiên quyết đưa những cái phần tử không xứng đáng ra khỏi đảng, thì khi ấy đảng ta trong sạch, giữ vững cái mối liên hệ với nhân dân. Chính cái uy tín, cái trong sạch của đảng làm tấm gương để cho nhân dân người ta nhìn vào, người ta thấy ta tâm phục, khẩu phục, và đảng hô một cái đó là người ta nhất tề bá ứng, thì nó mới có tạo nên sức mạnh chứ, sức mạnh là ở nhân dân mà.
Tôi mong muốn sắp đến đây chúng ta phải tiếp tục làm mạnh hơn, quyết liệt hơn, không có vùng cấm. Trung ương cũng phải làm mạnh lên, và đồng thời các cấp cũng phải làm mạnh mẽ hơn nữa. Đúng người, đúng tội thì cái sức thuyết phục, cái sức cảm hóa nó rất là cao. Thì tôi nghĩ rằng những cái điều tốt lành nó sẽ đến.